Vì sao lãi suất ngân hàng giảm liên tục nhưng vẫn chưa đủ để vực dậy thị trường bất động sản? Đây là những cái đánh giá của những chuyên gia. Còn các bạn có muốn nghe những thực tế, những thị trường mà mình đang ở dưới này như thế nào không ạ? Mình đã tiếp xúc với các nhà đầu tư và mình có những góc nhìn riêng của mình và tại sao lại như vậy. Đó, thì hiện tại như các bạn đã biết rằng là ngân hàng đã liên tục giảm lãi suất từ 2-3 tháng nay đúng không ạ? Là thứ nhất là hỗ trợ cho nền kinh tế và đó là một cái tín hiệu rất là tốt. Thì cái điều kiện đầu tiên ấy mà Thắng muốn phân tích ở đây đó là về cái tình hình nền kinh tế. Rõ ràng bây giờ chúng ta thấy rằng là bây giờ người dân ấy chúng ta hầu như là ít tiền hơn, thậm chí có người không có tiền mà thậm chí còn gồng nợ nữa. Nên chính vì vậy là cái việc mà phục hồi nền kinh tế, khi nào chúng ta thấy mà kinh tế nó phát triển, mọi người kiếm ra được nhiều tiền hơn, cái lượng tiền mà dư nhiều hơn, thì lúc đó mới có động lực để mà đi mua bất động sản hoặc là vay tiền để mua bất động sản, đúng không ạ? Đó. Và thứ hai nữa thì bây giờ cái tâm lý mọi người thực tế bây giờ mọi người cần thêm một thời gian nữa để quen dần đều với cái tâm lý, bởi vì trước giờ là cái tâm lý về cái đè nặng về cái việc mà khủng hoảng kinh tế rồi là rất nhiều thứ cái vấn đề nó đang xảy ra nữa. Đó. Và cái thứ ba nữa thì Thăng thấy rằng là hiện tại mọi người nếu để ý thì bây giờ nền kinh tế thứ hai của thế giới đó là Trung Quốc đang gặp vấn đề, đúng không ạ? Hiện tượng giảm phát, hiện tượng giảm phát hàng hóa thì dư thừa và nhu cầu người dân không có, chính vì vậy dẫn đến cái tình trạng thất nghiệp ở Trung Quốc rất là nhiều. Ở châu Âu thì lo đến lạm phát, còn Trung Quốc thì ngược lại lo về giảm phát. Tỷ lệ giảm phát hầu như tỷ lệ lạm phát ở Trung Quốc hầu như là bằng không. Đó. Và hiện tại bây giờ là những người mà đang có tiền ấy, là những người giàu hiện tại họ đang có lượng tiền mặt dư, đúng không ạ? Và khi mà họ đi mua bất động sản bây giờ ấy, thì thứ nhất là họ cũng không thể là hấp thụ được hết những cái nguồn hàng hiện tại trên thị trường. Và cái thứ hai nữa đó là khi mà mua ấy, thì họ cũng sẽ trả một cái mức giá rất là gắt. Mà khi mà trả giá như vậy thì nó cũng dẫn đến cái việc mà khó có thể giao dịch được. Có những pha trả giá mà môi giới cũng không thể nào mà gọi điện cho chủ để mà thương lượng được, bởi vì cái mức giá họ trả nó quá kinh khủng. Đó. Và hiện tại như các bạn thấy rằng là liên tục những thông tin về hỗ trợ lãi suất tung ra thị trường, thì đâu đó những nhà đầu tư trước đó mà đã mua bất động sản mà vay vốn ngân hàng ấy thì cũng có cái động lực để mà gồng, để mà thôi lỡ rồi thì gồng thêm một thời gian nữa, đúng không ạ? Bởi vì bây giờ nhiều người ép giá quá, trả giá quá thì họ lỡ gồng được khoảng hơn 1 năm rồi, thì đâu đó họ cũng nghĩ được rằng là cũng được một nửa chặng đường rồi thì thôi cố gắng thêm nửa chặng đường nữa. Nó như thế nào thì hiện tại thực tế thì chúng ta cũng chưa thể nào mà chúng ta biết được, đúng không ạ? Đó. Và cái vấn đề tiếp theo nữa là về pháp lý. Hiện tại như mà ở bất động sản Long Thành Nhân Trạch Thắng ở dưới này này, thì hiện tại rằng là để mà cái việc phát triển nhất của Long Thành Nhân Trạch, cái cú hích lớn nhất đó là sân bay Long Thành Nhân Trạch, đó là đường 25C và đường vành đai 3, thì sau này thì phát triển đô thị sẽ dọc theo hai tuyến đường này sẽ phát triển rất là mạnh. Nhưng mà thực tế thì để kiếm được những cái dự án bất động sản ấy mà dọc theo hai tuyến này có một về pháp lý hoàn chỉnh và tốt thì hầu như là không có. Để sao nói hầu như chứ không phải là tất cả. Đó. Và tất nhiên vẫn có những dự án đã có sổ và cũng rất là tốt. Đó. Được không ạ? Và một cái tình trạng tiếp theo nữa mà diễn ra mà dẫn đến là không có giao dịch, đó là cái việc mà những người mà họ đi mua bất động sản trong thời điểm hiện tại này, mặc dù biết là họ có tiền mặt, có tiềm lực về tài chính, nhưng mà khi mà họ trả giá, họ trả giao, khi mà họ nói môi giới trả giá thì khi môi giới đã làm việc vất vả mà để trả giá được cái mức giá mà họ mong muốn, thì khi đó thì họ lại có một tâm lý rằng là họ lại sợ bị hố và họ lại ngần ngại xuống tiền và không muốn mua nữa hoặc lại trả giá thêm nữa. Đó hiện tại là cái tâm lý như vậy đó. Đó, lúc mà lên cao thì dành nhau mua, nhưng mà lúc xuống thấp ấy được giá rồi nhưng mà vẫn không dám xuống tiền. Đó, chính vì vậy mà cái lượng giao dịch vẫn không thể nào mà có được đó. Mà các bạn biết không, khi mà môi giới mà đã đàm phán được họ đã rất là vất vả rồi. Và cái điều kiện mà để thị trường có cái thanh khoản sau này thì Thắng nghĩ là nếu đáp ứng được, giải quyết được những cái vấn đề mà cái lý do mà Thắng đưa ra ở trên ấy, thì lúc đó thị trường sẽ tốt hơn, nền kinh tế tạo ra nhiều tiền hơn, người dân nhiều tiền hơn. Đó. Và cái tâm lý mọi người đã quen dần rồi, bởi vì là khi lần trước đây trước khi mà tới cái giai đoạn mà thoái trào như vậy thì chúng ta thấy là đã trải qua một cái giai đoạn rất là sốt đất và bắt đầu tung ra những tin tức, thì bây giờ đang ở cái giai đoạn mà nó giống như là gần phần đáy rồi. Đó, mọi tin tức xấu đã bung ra hết rồi và những cái tin tức tốt về hỗ trợ cũng đang dần dần được đẩy lên rồi, thì chúng ta để ý ngay trong cái giai đoạn này.
Rồi, đó là cái những cái ý kiến riêng của mình. Xin cảm ơn quý chị đã xem cái video ngày hôm nay. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật về tình hình bất động sản tiếp nhé.